hôn là em nói thật nha, em đứng ở vị trí MC mà em vô cùng ganh tị với khách mời. Vậy luôn tại hả? Vì sao? Tại vì em là một người rất là ham hát, một người hát rất tốt, một người hát rất tốt. Hình như là sao hồi xưa có đi hát. Dạ. Tình anh như nước con sông dài. Hay mà. Con nước về và cây trái thù bông. Tình em như lúa xanh trên đồng. Có lúa chờ ngày mùa đơm mong. Ngày xưa hai đứa hay vui đùa. Anh Khôi. Bài chim trắng mồ côi mà anh làm em giật quá thì giật nhỉ. Remix. Không, tại vì anh biết một cái thể loại khác nữa mà sao hát rất là hay. Anh muốn em nghe hát. Trở lại chương trình đi. Mình trở lại chương trình đi. Wow. Ủa? Thằng em. Sao mà giống anh Huy vậy? Anh hay nhớ em không? Không nha em, hát đi cưng. Bài Đường một chiều đúng không? Dạ đúng ạ. Một chiều hết luôn, một chiều trôi không về luôn. Vâng, thì ngày hôm nay em có một em xin phép giới thiệu một đoạn bằng một phần em sửa lời đi một tí của cái bài hát vừa rồi đúng không? Ok. Ngày hôm nay mừng vui hân hoan, em được gặp anh Huy anh Sam, em được gặp anh Huy anh Sam, em được gặp anh Huy anh Sam. Cho nó phần, cho nó đổi thấu cái này. Quang, anh Huy, anh chịu em vô, chịu em vô, chịu em vô. Theo giới của tôi, đây thông báo cho mọi người biết luôn, cô gái Lily này như là Tony đã xác nhận là có một cái MV và đạt được con số view là 50 triệu view. Trời ơi. Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh. Đón xem tập 12 Sàn đấu ca từ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 5 tháng 7 năm 2019 trên kênh HTV7.